Hello hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay là ngày thứ tư tại Hoa Kỳ ngày 28 Ở Việt Nam các bạn đã bước qua ngày thứ năm rồi Và chúng ta chỉ còn vài ngày để thôi là kết thúc năm nay Mà các bạn thấy là chứng khoán Hoa Kỳ vẫn tiếp tục là một màu đỏ Chúng ta nhìn vào chỉ số Dow Jones hôm nay xuống 365 điểm Chúng ta nhìn vào chỉ số S&P 500 và chỉ số Nasdaq đó, Cả hai đều xuống hơn 1.2% Và chúng ta nhìn vào pre-market cũng không có dấu hiệu hòa phục các bạn Các bạn nhìn thấy được là Dow Futures và S&P Futures thì cả hai không có đồng tình bây giờ Nasdaq Futures thì tăng 0.23 nhưng mà mở cửa ngày mai chúng ta không biết là như thế nào Nói chung thì năm nay đầu năm mà rất là tệ cho chứng khoán Hoa Kỳ và đương nhiên cũng rất là tệ cho crypto và các bạn thấy được crypto ngày hôm nay thì ra sao thì các bạn thấy được là BTC đã xuống thêm một chút nữa xuống một phần ở mức là 16.570 nói chung thì cũng không phải xuống nhiều nhưng mà chúng ta thấy được là xuống một chút ngày hôm qua một chút ngày hôm nay Ethereum thì xuống thêm 1.7 phần trong những đồng lớn này các bạn thấy được là chúng ta có XRP xuống tới 4.6% và chúng ta nhìn vào Cardano xuống tới 5.2% lận và cả thị trường crypto đó thì vốn hóa xuống khoảng 1.3% và chúng ta cũng có thể thấy được là vàng hôm nay đó cũng đi xuống một chút ở mức là 1813 đô cho một ounce vàng. Hợp đồng dầu thì sao? Hợp đồng dầu thì cũng xuống một ít các bạn ở mức là 78 đô cho một thùng dầu. Và cuối năm nay các bạn thấy được là phần lớn kết thúc một năm mà có nhiều màu đỏ và đối với lại tin tức thì các bạn sẽ thấy được là từ đây đến thứ sáu thường nghĩ là cũng không có tin tức gì lớn đâu có một số những thông tin nổi bật thì muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay chú ý chúng ta chỉ dùng thời gian để mà nói về tin tức mà thôi. Và có một cái giả thuyết được đưa ra, năm nay là một năm mà các bạn thấy là có nhiều tài sản đi xuống, chúng ta thấy là chứng khoán cũng xuống nhiều, năm nay chúng ta thấy crypto xuống rất là nhiều, chúng ta thấy được ngay cả vàng cũng xuống, dầu cũng xuống, chúng ta nhìn vào bất động sản thì các bạn cũng thấy được bất động sản cũng đang nguội lại rồi. Thì đối với lại chứng khoán Hoa Kỳ hay là crypto đó thì có một giả thuyết là có thể là hiện bây giờ đó nhiều người họ đang gồng lỗ và một trong những cách họ có thể có được cái lợi thế đó chính là họ bán chốt lỗ rồi sau đó mua lại đối với crypto đó thì hiện bây giờ không có cái lực rõ ràng liên quan tới quá sale các bạn có nghĩa là khi mà các bạn bán các bạn chốt lỗ rồi sau đó các bạn mua ngay lập tức thì khi mà các bạn khai thuế cuối năm thì các bạn có thể dùng cái phần lỗ đó để có thể bù vào cái khoản thu nhập mà các bạn cần phải đóng thuế để giảm đi cái mức thuế các bạn cần phải đóng giống như là các bạn giả sử như đang lưu trữ là 10 BTC đi và năm nay đó có thể là các bạn bị lỗ 50% thì các bạn có thể là bán 10 BTC đó để mà chốt lỗ trên giấy tờ rồi ngay sau đó các bạn mua lại 10 BTC thì mà vẫn còn 10 BTC các bạn mất một phần nhỏ có thể là cái phí các bạn mua và bán nhưng mà các bạn được cái lợi là cái phần lỗ đó các bạn có thể bù vào cái số tiền các bạn cần phải đóng thuế để giảm cái thuế đi và ngược lại chứng khoán đó thì các bạn không thể làm gì ngay lập tức nhưng mà đối với chứng khoán đó thì theo hiểu thì các bạn vẫn có thể bán rồi sau đó các bạn chờ thời gian khoảng chừng là hơn 30 ngày những người nào mà chuyên về thuế đó họ sẽ có thể hỗ trợ được cho những người nào mà quan tâm nhưng mà đó là một chuyện cách mà họ có thể là chốt lỗ sau đó họ mua lại cái số lượng cổ phiếu y chang như vậy nhưng mà có cái hiệu ứng là họ có thể dùng cái phần lỗ đó để có thể giảm được cái phần thuế của họ khi mà thay thuế của năm nay và có nhiều người nói là bây giờ chúng ta có thể đang chứng kiến hiện tượng đó tại vì cách đây mấy ngày các bạn thấy được là có rất là nhiều những cái lực bán và phần lớn chúng ta thấy là không có một tin tức gì mới hết phần lớn có thể là mọi người đang bán chút lộ để có thể là có được cái phần vâng, lợi thế khi mà họ thay thuế cho năm 2022 này Về phương diện thông tin hôm nay chúng ta cũng không phải đầu ngày mà có nhiều cái thông tin lớn đâu Chúng ta có một số những tài liệu nổi bật mà nó cũng không phải là xấu các bạn Khi mà chúng ta nhìn vào cái thông tin lớn ngày hôm nay trong thị trường tài chính nói chung Đó chính là thông tin đến từ Trung Quốc Thì cuối cùng sau 3 năm có nhiều hạn chế đi lại tại vì dịch bệnh Thì Trung Quốc cũng đã bắt đầu có những dấu hiệu thả lỏng rồi Các bạn thấy được là Trung Quốc ngày hôm nay nên họ đã đưa ra cái thông báo đã bắt đầu từ ngày 8 tháng 1 năm 2023 thì những người mà đến thăm Trung Quốc đó vì à, lý do là đi học hay là họ có quen làm ở Trung Quốc hay là họ tới Trung Quốc để mà viếng thăm người thân đó thì những người đó sẽ không có cần phải cách ly nữa. Tại vì hiện bây giờ ở Trung Quốc vẫn có cái à, luật cách ly các bạn. Những người nào mà đến Trung Quốc đó, thì họ à, phải cách ly tổng cộng là 14 ngày ở trong hotel thì bây giờ họ sẽ bỏ cái đó và những người nào mà đến Trung Quốc đó, thì họ vẫn phải có một cái kiểm tra âm tính cho dịch bệnh thì mới được nhập vào Trung Quốc nhưng mà không cần phải cách ly nữa tại vì cách ly như vậy đó thì rất là phiền phức các bạn nhất là các bạn hay được là 14 ngày không phải là cái số ngày ngắn hạn nhiều người người ta chỉ có thể là đi du lịch hay là người ta chỉ có thể là có thời gian 3 tuần để mà về thăm gia đình mà thôi mà bị cách ly 14 ngày gì đó thì đâu còn bao nhiêu thời gian nữa cho nên bây giờ họ đã thả lỏng cái đó rồi một trong những cái yếu tố thường nghĩ là dẫn đến là Trung Quốc thả lỏng đó tại vì thứ nhất các bạn thấy là gần đây có nhiều cái cuộc biểu tình xảy ra ở Trung Quốc về những cái hạn chế đi lại tại vì dịch bệnh thứ nhì nữa là các bạn thấy là Trung Quốc cũng gặp rất là nhiều những cái vấn đề liên quan tới nền kinh tế hiện tại chúng ta đã nói khá là nhiều về những cái sự cố liên quan tới Evergrande đi quan tới ngành bất động sản ở Trung Quốc và một số những cái yếu tố khác liên quan tới công bằng việc làm nhưng mà các bạn thấy được là một điều khác nữa là khi mà có cái sự hạn chế đi lại đó thì sẽ giảm đi cái số lượng người đến thăm Trung Quốc trên căn bản đó chúng ta nhìn vào năm 2019 thì lúc đó Trung Quốc đó, tổng cộng là trong một năm có 670 triệu chuyến bay đến thăm và rời khỏi Trung Quốc trong khi mà năm 2021 đó, chỉ còn có 128 triệu mà thôi Các bạn có thấy được là cái sự ảnh hưởng của những cái hạn chế này nó như thế nào Nó sẽ làm cho người ta không muốn đến Trung Quốc ghé thăm hay là đi du lịch hay là về thăm người thân Và đương nhiên cái này nó cũng có ảnh hưởng đến nền kinh tế của Trung Quốc đó các bạn Cho nên đây cũng là một cái thông tin coi như là tốt Chúng ta đang chờ đợi xem coi là những cái tin tức tốt hơn liên quan tới là sản xuất Trung Quốc như thế nào Tại vì chúng ta thật sự là muốn Trung Quốc bắt đầu là mở cửa sản xuất và lưu thông bắt đầu lại bình thường một chút chứ không phải là hạn chế gì hoài còn ở Hoa Kỳ đó thì bắt đầu ngày 5 tháng 1 ra thì họ đã ra thông báo là tất cả những chuyến bay không cần biết là người đó là người quốc tịch của Hoa Kỳ hay là quốc tịch ở bất cứ nước nào chỉ cần là họ đi chuyến bay từ Trung Quốc, từ Hồng Kông hay là từ Macau đến Hoa Kỳ đó thì họ cần phải có một cái giấy chứng nhận âm tính về dịch bệnh trước khi mà nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Và đây là cái hạn chế mới nhất đến từ Hoa Kỳ liên quan đến những chuyến bay đến từ Trung Quốc, Hồng Kông và Macau. Lý do là họ nói là tại vì Trung Quốc đóng cửa quá lâu, họ thật sự là không có biết được là tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc đó, sự thật là như thế nào. Chúng ta chỉ biết là Trung Quốc có nhiều hạn chế mà thôi. Bây giờ Trung Quốc bắt đầu mở cửa trở lại để mà cho người Trung Quốc đi lại một cách nó thuận tiện hơn. Thì trong trong thời gian này đâu hoa kỳ sẽ cần cái giấy chứng nhận âm tính trước khi mà cho nhập vào hoa kỳ nhưng mà ít nhiều gì các bạn thấy được đây cũng là một trong những cái yếu tố mà nhiều người cho là tốt tại vì chúng ta cần thấy được là cái sự cung cấp hàng hóa nó lưu thông dễ dàng hơn và đây cũng là một cái bước đầu tiên tại vì khi mà chúng ta thấy được là hàng hóa lưu thông dễ dàng hơn và trung quốc là một nơi mà xuất khẩu nhiều hàng hóa đến những nước như là hoa kỳ thì nó có cái hiệu ứng là có thể làm cho cái nguồn cung tăng lên và nếu như mà cái nguồn cầu cũng như vậy hay là thậm chí là nguồn cầu đang giảm xuống như chúng ta thấy gần đây thì có thể có cái hiệu ứng là đẩy lùi lạm phát nhanh hơn và để lùi lạm phát nhanh hơn thì Fed có thể là nhân tăng nhanh hơn và có thể quay đầu lại hơn đó là điều chúng ta hy vọng Hy vọng là chúng ta sẽ thấy những thông tin tốt trong vòng vài tháng tới đây Năm 2023 nó sẽ đỡ hơn một chút Kế tiếp thì chúng ta nói tới Bitcoin đi Thì trong tuần này các bạn sẽ thấy được đây là một trong những cái đợt Mà có cái số lượng option đáo hạn rất là lớn Đây là ngày thứ sáu Không những là cuối tháng 12 mà đây là ngày thứ sáu cuối cùng của năm 2022 các bạn Chúng ta có một cái đợt option quý 4 rất là lớn là 2,5 tỷ đô la Đối với option thì nó khác với lại futures các bạn, option là quyền được mua và quyền được bán chứ nó không phải là hợp đồng tương lai. Cho nên lúc mà đến cái ngày đáo hạn rồi đó mà nếu như mà cái quyền được mua hay là quyền được bán các bạn mà không có lãi đó thì người ta sẽ bỏ luôn. có như các bạn mất tiền để mà mua cái quyền được mua và cái quyền được bán đó. Và trong option họ không có gọi là long short các bạn. Trong option thì khi mà các bạn nghĩ là giá sẽ tăng thì các bạn sẽ đặt cái quyền được mua hay còn gọi là call. Còn các bạn nghĩ là giá xuống thì các bạn sẽ mua cái quyền được bán hay còn gọi là put. Cho nên trong option cái điểm gọi là max pain đây là cái điểm mà nếu như mà cái giá ngừng mức đó là đó là lúc mà nhiều những cái người mua bán option lỗ nhất thì đó là cái điểm mà nhiều quan tâm thì trong đợt này đó cái điểm max pen đó chính là 18.500 đô các bạn thì những cái đợt mà có nhiều cái lệnh option đấu hạn như thế này đó thì có nhiều người đặt ra một cái giả thuyết là có thể là những nhà cái hay là những cái sàn giao dịch trong đây chúng ta có thể nói tới sàn debit, một trong những sàn mà có nhiều option giao dịch thì có thể là họ sẽ tìm cách làm sao để mà giữ giá của BTC ngay thời điểm đáo hạn ở cái mức max pen. đây là cái điểm mà nhiều trader sẽ bị lỗ nhất và điểm đó là 18.500 đô thì các bạn có thể thấy được là giá của BTC ngày hôm nay là 16.500 đô và cái ngày mà đáo hạn option này đó là 8 giờ sáng UTC ngày thứ sáu để các bạn hiểu rõ hơn đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là các bạn sẽ thấy được là option sẽ đáo hạn. Tính giờ Việt Nam đó sẽ là ngày 30 tháng 12 này vào lúc 3 giờ chiều tính giờ ở Hoa Kỳ đó, khi mà nằm ở Cali thì sẽ là 12 giờ khuya ngày thứ năm, có nghĩa là cái lúc mà chuyển từ thứ năm qua thứ sáu đó, đó chính là cái thời điểm mà đáo hạn của cái số lượng option này. thì cá thông muốn chỉ ra đây là chúng ta thực sự không còn nhiều thời gian đâu, các bạn thấy được nếu chúng ta tính như vậy đó, thì chỉ còn khoảng chừng là hơn một ngày nữa mà thôi. mà nếu như các bạn thấy được là cái mức giá max pay đó là 18.500 đô, mà cái mức giá hiện giờ là 16.500 đô thì chúng ta cần phải thấy giá BTC tăng 2.000 đô các bạn mà nếu chúng ta lấy 2.000 đô này chia cho 16.500 đô hiện tại thì giá của BTC phải tăng khoảng chừng là 12% trong vòng thời gian khoảng chừng là chỉ hơn một ngày mà thôi thì có thể không thì đương nhiên không gì là không thể hết các bạn nhưng mà thường cảm thấy được khả năng này nó thực sự là không có cao hiện tại nếu như mà các bạn thấy là BTC đột ngột tăng lên và đẩy về cái hướng là 18 000 đô thì các bạn không quyền nghi ngờ tại vì các bạn thấy là chỉ còn hơn một ngày nữa thôi mà bây giờ giá nó cách xa cái điểm max fan như vậy và để các bạn hiểu rõ hơn đó thì ngay thời điểm này các bạn sẽ thấy được là nếu như mà chúng ta thấy giá BTC ở cái mức là từ 15.000 tới 16.000 nghĩa là giá đi xuống thêm một chút nữa thì các bạn sẽ thấy được là cái số lượng lời sẽ thuộc về cái bên đánh xuống cái bên put là 340 triệu đô la họ sẽ có lời. Nếu như mà chúng ta thấy giá ở cái mức hiện tại đó từ 16 tới 17 000 thì cái bên đánh xuống vẫn có lời luôn các bạn là 240 triệu đô la. Nếu như mà các bạn thấy giá tăng hơn một chút từ 17.000 tới 18.000 đó thì cái bên đánh xuống vẫn có lợi các bạn là 110 triệu. Nói chung đó thì uh, các bạn thấy được là chỉ khi nào mà giá trong phạm vi uh, max Bank, từ 18.000 tới 19.000 thì hai bên coi như là cân bằng, không bên nào có lợi hết. Thường nên thì nếu như các bạn thấy là cái điểm max Bank nó gần với lại mức giá hiện tại thì có thể là chúng ta sẽ thấy có nhiều cái động thái trên thị trường để mà đẩy giá về điểm max Bank. nhưng mà đợt này nó khá là xa đây các bạn cho nên cho dù đây là một cái đợt đáo hạn lớn nhưng mà tôi nghĩ là hầu như là nó đã nghiêng về ở bên Bear rồi các bạn nếu như chúng ta thấy giá đẩy lên tới 18.500 đô đó thì đương nhiên điều đó là điều cũng nhiều bạn muốn thấy nhưng mà khả năng đó thực sự là không có cao, tôi cũng không cảm thấy là điểm max Bank đợt này nó có điểm... sự quan trọng lắm đâu các bạn. Hôm nay thì chúng ta cũng nghe một cái thông tin đến từ Michael Saylor là cuối cùng chúng ta đã nghe Michael Strategy thu mua thêm BTC đã lâu rồi chúng ta không có nghe à, nhưng có một số bạn hỏi thuận về El Salvador thì giờ này họ có thu mua thêm hay là không? thì uh, câu trả lời là có các bạn, các bạn đã nhớ là cái thuyết cuối cùng của tổng thống Joe uh, Berkeley uh, ở El Salvador là nước El Salvador sẽ mua một BTC mỗi ngày cho đến khi nào mà họ thông báo là không mua nữa mà thôi. Cho nên, cho đến bây giờ đó, thì chúng ta sẽ vẫn nghĩ là họ vẫn mua một BTC mỗi ngày. Nhưng mà Microstrategy thì đợt này họ đã mua thêm tổng cộng là khoảng chừng 2.500 BTC trong hai tháng qua dựa theo tài liệu mà họ đã nạp với lại SEC và họ đã chi hơn khoảng chừng 55 triệu đô la để mà mua cái số lượng BTC này cái đợt này đó thì nó hơi phức tạp một chút để chia sẻ với các bạn nói chung đó thì hiện bây giờ họ đang ho đồ tổng cộng là 132.500 BTC với cái mức trung bình giá là khoảng chừng 30.397 đô nói chung đó thì cũng cao rồi các bạn tại mức giá BTC bây giờ chỉ có 16.000 đô mà thôi đồng thời họ cũng thông báo là họ bán 700 là 4 BTC có nghĩa là khoảng 11,8 triệu USD và cũng trong cái thời gian này họ chốt lời 46,4 triệu USD cổ phần của MicroStrategy tóm lại đó là họ vẫn mua thêm 2.500 BTC Tuy là họ đã bán 704 BTC vì lý do thuế Nhưng mà họ vẫn có thêm Bitcoin lần này Thì nó hơi khó hơn một chút Để Thuận chia sẻ thêm với các bạn Tại vì một số bạn hỏi là tiền này từ đâu có Để MicroStrategy chỉ thu mua thêm Thì Thuận nghĩ đó Cái tiền này là đến từ họ bán cổ phiếu của mình Các bạn thấy được là Họ nói là họ đã bán cổ phiếu Để mà thu về khoảng chừng là 46,4 triệu đô la Và họ dùng cái số tiền đó Để mà đi thu mua BTC các bạn Thì họ nói là họ đã mua tổng cộng là 2.395 BTC ở mức giá là khoảng 42,8 triệu từ 1 tây tháng 11 tới ngày 21 tây tháng 12 mới đây và sau đó đó thì các bạn thấy là họ lại mua thêm 810 Bitcoin ngày thứ bảy vừa qua à, cái mức giá là khoảng chừng là 13,6 triệu tổng cộng là họ đang lưu trữ 132.500 BTC thì tại sao họ lại bán 700 là 4 Bitcoin này tại sao lại bán 704 rồi lại à, đi mua trở lại cái số lượng là 2.500 BTC này Tôi nghĩ là cái câu trả lời nó nằm ở cái chỗ là họ đã bán một số lượng cổ phiếu các bạn Khi mà họ bán các số lượng cổ phiếu này Thường đó mà thôi, thường đương nhiên không biết được là giấy tờ của MicroStrategy như thế nào Cho đến khi nào mà họ khai báo với SEC quý 4 mà thôi Nhưng mà tôi nghĩ là họ chốt lời 46,4 triệu này từ cổ phần MicroStrategy Thì họ cần phải trả cái số thuế là khoảng chừng là 11-12 triệu gì đó Cho nên họ bán 704 BTC này dùng số tiền này để trả thuế cho cái số lượng cổ phần mà họ chốt ra rồi họ dùng cái số lượng tiền mà họ bán cổ phần được đi mua BTC đây là cái cách làm của họ về phương diện kế toán nói chung đó, thì họ đã có thêm 2.500 BTC Thường đã từng chia sẻ với các bạn về Michael Strategy có bán hay không Thì thường đã nói với các bạn trước đây là sớm mua gì họ cũng phải bán mà thôi Khi nào và bán ít bán nhiều đó thì tùy theo tình hình giá cả của BTC Tại vì các bạn nên hiểu là Michael Strategy là một công ty thì họ cũng có thu nhập các bạn Nhưng mà thu nhập của họ thì cũng có cái mức nào mà thôi Nhưng mà họ lại đi vay mượn rất là nhiều để có thể mua được BTC bằng cách là họ bán trái phiếu Thì các bạn nên biết là những trái phiếu đó đó thì Michael Saylor thì cũng có một phần thông minh là ông ta bán trái phiếu đó ở một cái mức đáo hạn nó xa hơn các bạn. À, Thường nhớ là khoảng chừng là 3 năm hay 5 năm gì đó thì mới đáo hạn. Nghĩa là Michael Saylor nghĩ là chúng ta sẽ có ít nhất là một chu kỳ nữa. Đến đó thì lúc đó BTC ở mức giá cao, họ có thể trả cái số nợ đó thì đương nhiên họ lấy tiền đầu để mà trả cho dù là đúng như Michael Saylor nói là trong vòng 5 năm chúng ta sẽ thấy giá BDC sẽ lên rất là cao nhưng mà tới lúc đó họ vẫn phải trả cái nợ đó không để họ lại đi mượn nợ khác để mà trả nợ cũ thì đương nhiên thì nghĩ là lúc nào đó họ cũng phải bán BDC mà thôi nhưng mà đợt này họ cũng đã bán rồi vì lý do thuế thường dự chia sẻ với các bạn thì đây cũng là một điều bất ngờ nhưng mà nếu như các bạn hỏi thường thường có tin là Michael Saylor nói là sẽ mãi mãi không bán Bitcoin hay không thì thường không tin thôi các bạn tại vì cho dù là Michael Saylor thật sự muốn như vậy nhưng mà có rất là nhiều thứ nó sẽ ảnh hưởng nó không có đơn giản như là Michael là muốn đâu các bạn cho nên sớm mua gì họ cũng sẽ bán mà thôi bán bán nhiều điều đó chúng ta cũng cần phải xem tình hình như thế nào và đương nhiên họ mua nhiều Bitcoin như vậy một ngày nào đó Bitcoin trở lại 40.000 50.000 thì họ lời rất là nhiều lúc đó họ bán cũng không gì là lạ đâu đương nhiên chúng ta đâu nào mà ngăn cản được khi mà họ muốn bán Nhưng mà đây là thông tin mới nhất liên quan tới let's go yo I'm like an addict do I gotta have it I ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it fuse like a magnet lose won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing gotta.